và các bạn cùng đến với chương trình khám phá món ngon Nhật Bản. Có lẽ là trong tất cả chúng ta ai cũng đã từng thưởng thức qua những món lẩu rất là nóng sốt và rất là hấp dẫn đúng không ạ? Và chương trình kỳ này thì Bảo Quốc cũng như Kim Thoa hai người sẽ hướng dẫn cho các bạn món lẩu hàu Kakino Dotenabe. Vùng rộng lớn phía sau lưng tôi đây chính là vùng Senotaka yên bình. Vùng biển giàu dinh dưỡng này mang đến cho người dân rất nhiều điều may mắn. Các bạn có nhìn thấy chỗ đó không? Chỗ đó được gọi là bè hàu, là nơi người ta nuôi hàu. Nếu nhắc đến món ăn mùa đông của người Hiroshima thì phải nói đến món hàu. Và sản lượng hàu ở Hiroshima là nhiều nhất Nhật Bản. Ở dưới bè hàu này thì những con hàu được treo thành từng hàng. Bây giờ đang là mùa đánh bắt hàu. Cảnh đánh bắt này là cảnh đặc trưng truyền thống của mùa đông Hiroshima. Nếu nhắc đến món ăn về hàu thì hàu nướng và hàu chiên là những món thường trực. Ôi ngon quá! Thế nhưng món ăn Nhật Bản mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến các bạn là món lẩu hàu. Một món ăn quê hương của Hiroshima sử dụng những con hàu này. Lần này chúng ta sẽ cùng học cách nấu món lẩu hàu, món ăn quê hương của tỉnh Hiroshima. Và hướng dẫn cho chúng ta lần này là nhà hàng Kakifu Nekanawa, nơi các bạn có thể thưởng thức các món hàu trên thuyền neo trên sông. Sau đây cô có thể làm cho chúng tôi xem được không? Món lẩu hàu cũng không có gì là khó cả, vì chỉ cần cho nước dùng dashi và miso vào rồi đun rau nữa là xong. Vậy tức là hương vị chủ yếu là hương vị của nước dùng dashi và miso đúng không? Nên dùng loại miso ngọt, nếu hòa tan miso đỏ và miso trắng thì sẽ đậm đà và ngon hơn. Đầu tiên, trét một lớp miso vào phía trong nồi lẩu. Sau đó cho nước dùng dashi, những nguyên liệu khác ngoài hàu vào. Đối với người Nhật thì món lẩu gia đình là món ăn có thể cho tất cả đồ ăn thừa trong tủ lạnh vào. Hầu như các loại rau củ đều có thể cho vào nồi lẩu. Sau đó bật bếp lên cho đến khi sôi nhẹ, hòa tan miso cho đến khi vừa miệng. Bắp cải, đầu hành, nấm hương. Còn đây là bột mì. Ngoài ra thì các bạn có thể cho loại rau tùy thích cũng được, hoặc cho đậu hũ vào cũng sẽ rất ngon. Đúng là nhắc đến món hàu ở Hiroshima thì không thể bỏ qua món lẩu hàu này được ha. Đúng vậy, món này cũng thường được ăn tại nhà nữa. À, nước bắt đầu sôi nhẹ rồi, mùi miso thơm không thể cưỡng lại được. Sau khi rau chín thì vặn lửa vừa và cho hàu vào. Nếu đun lâu quá thì hàu sẽ cứng nên các bạn nhớ chú ý. Sau khi hàu chín là món ăn đã hoàn thành. Xin mời cả nhà, ngon quá. Thịt hàu chắc cùng với hương vị miso rất là ngon. Điểm nhấn cho món này chính là cách nấu cho hàu chín. Quan trọng là không được đun quá lâu đúng không? Sau đó là vừa ăn vừa hòa tan miso, sao cho vừa miệng thì món ăn cũng sẽ ngon hơn. Ok, chúng ta cùng nấu món lẩu hàu thật ngon nào. Sau khi mà xem xong cái đoạn video clip vừa rồi thì em cảm thấy là cái món ăn của chúng ta ngày hôm nay thì nó cũng rất là đơn giản. Nhưng mà không có biết là khi bắt tay vô thì nó có khó hay không thì em không biết. Thực ra thì cái món lẩu này rất là dễ chế biến. Khi mình xem clip á, thì tất cả những vật liệu này á, mình có thể mua ở Việt Nam hết. Nhưng tuy nhiên thì có một cái loại mà nó giống như là cái cây bột mì. Đúng rồi, giống như cái cây bột mì đó. Cái cây đó người ta gọi đó là mì thô. Đó, thì cái đó thì chúng ta cũng có thể vô trong cửa hàng bán đồ Nhật mình cũng có thể mua được. Còn không thì mình thế bằng cái mì căn này. Cái món lẩu này thì thật ra chúng ta có thể thay thế cải thảo mà bằng cải sú cũng được luôn. Hoặc là một số loại nấm mà khác nấm đông cô cũng được luôn. Đó, nhưng mà làm gì làm vẫn phải có hàu với lại tàu hũ. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ cho cái phần nước dùng này vào. Cái nước dùng thì mình có thể dùng nước dùng hầm từ cái bột dashi. Thậm chí chúng ta cũng có thể lấy nước hầm xương cũng được luôn. Đây, tiếp theo là mình sẽ cho cái sốt miso này vào. Và cái sốt miso này nó khác cái miso hôm tuần rồi mình nấu. Màu đỏ hơn, nó đậm hơn cái sốt miso kia.
và cái vị của nó cũng hơi nặng một tí. Kế tiếp á, là mình sẽ cho cái mù tạt. Và tùy, nếu chúng ta ăn được nhiều mù tạt á, thì mình sẽ cho nhiều. Tại vì mù tạt á, thì nó có cái độ hăng đó. Nhưng mà những cái loại hải sản mà tanh hoặc là mình cần nó tái, nó chín á, thì mình cho mù tạt và mình ăn sẽ tốt cho sức khỏe mình hơn. Rồi chúng ta sẽ cho cái phần cái lượng sốt miso này á vào sao mà mình nêm cái nước dùng á nó vừa ăn mà được. Dạ. Nấu cái nước dùng này nè, mình có cần phải để lửa lớn và cho nước nó sôi bồng lên không anh, hay là tất cả những cái món mà mình ăn lẩu á, khi mình cho nguyên vật liệu vào rồi đợi nó vừa sôi lại mình phải hạ lửa. Rồi mình gấp ra mình ăn từ từ. Dạ. Chứ còn để sôi quá thì nó bị sắc lại. Nó không ngon. Bỏ liền vào ngay luôn vậy. Bỏ vào liền. Nếu mà không có ba rô chúng ta cũng có thể thay bằng hành lá, nhưng mà mình lấy cái cọng ở dưới thôi, hoặc là mình dùng hành tây cũng được luôn. Nếu mà không có nấm đông cô thì chúng ta cũng có thể là cho nấm rơm hoặc là nấm kim châm cho vào. Và thật ra đây là một cái món lẩu nấu mà thấy nó rất là mỡ, có nghĩa là nếu khi hết nước chúng ta có thể thêm nước dùng vào và mình cho tiếp cái phần sốt miso này vào, là có thể là mình sẽ cho tàu hũ vào. Phải cắt kiểu như vậy rồi đúng không? Cắt vậy thì tàu hũ nó dễ thấm. Cái phần mì căng của mình á, mình cũng cắt miếng như vậy. Rồi sau cùng thì mình sẽ cho hàu vào. Tại vì hàu á, mình ăn phải ăn sống, ăn tái được mà. Nếu mình cho vào sớm lúc đầu á, thì khi những cái nguyên liệu này chưa chín mà hàu nó chín trước nó ra hết thì ăn nó sẽ không ngon. Đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ cho vài cọng ngò lên. Rồi như vậy chúng ta đã xong món lẩu hàu. Thường khi mà mình dùng cái món này thì lúc nào mình cũng phải để ngay trên bếp đúng không anh? Đúng rồi. Và nhất là thời tiết đang lạnh như thế này thì chúng ta ngồi xung quanh là vừa cho nguyên vật liệu vào rồi vừa múc vừa húp vừa ăn nó rất là ngon. Và quan trọng nhất là cái tinh thần ăn với cái món lẩu này. Và có một cái rất hay này là chỉ có những cái nước mà châu Á đó thì họ mới hay ăn chung với kiểu như vậy. Cái này gọi là ăn theo kiểu cộng đồng. Rất là tuyệt vời quý vị ạ. Cái chất ngọt của hàu và đậu hũ và cà rau và nấm đông cô nữa thì tất cả đều hòa quyện lại với nhau và tạo thành một món lẩu rất là hấp dẫn và rất là tuyệt vời ạ. Thật ra trong cái món lẩu này nó có một cái gia vị cho vào, không biết là người Nhật vô tình hay cố ý, đó là cái mù tạt. Tại vì ít ai nghĩ là nấu những cái món nước súp, những món lẩu mà cho mù tạt vào. Nhưng mà những món này mà không có mù tạt vào á, thì khi ăn á, những cái người mà yếu thì họ rất là dễ bị trúng. Đó. Và tại vì cái trong cái hàu này, hàu là tính mát rất là cao. Đó, rất bổ, rất tốt cho sức khỏe. Nhưng mà khi ăn hàu thì chúng ta phải biết cách kết hợp những cái loại gia vị nó hơi nóng vào trong người. Đó, chẳng hạn như gừng nè, thậm chí là sả. Đó, ớt cũng được luôn. Đồng Quốc thì chúc các bạn thành công trong món này. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng xin được khép lại. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.